Hà Tĩnh là một tỉnh của Việt Nam, nổi tiếng là quê hương của nhiều người tài, mà một trong số đó chính là Nguyễn Du. Nguyễn Du, tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, sinh năm Ất Dậu, niên hiệu Cảnh Hưng. Gia phả Hồ Nguyễn làng Tiên Điển phát hiện năm 1966 có ghi chú ngày sinh của Nguyễn Du là 23 tháng 11 năm Ất Dậu. Nguyễn Du ra đời trong một gia đình đại quý tộc có thế lực và bậc nhất đương thời. Cụ Lê Thước, người có công đóng góp trong việc tìm hiểu gia thế của Nguyễn Du, đã tìm ra được Nguyễn Du có cùng một ông tổ xa đời với Nguyễn Trãi, vị anh hùng và nhà thơ lớn của dân tộc ở thế kỷ 15. Thời Lê Sơ, họ Nguyễn của Nguyễn Du vẫn ở làng Canh Hoạch, huyện Thanh Oai, tỉnh Sơn Nam, nay thuộc Hà Nội. Bấy giờ họ này có một người là Nguyễn Thiến, đầu trạng nguyên dưới thời nhà Mạc, sau theo giúp nhà Lê, làm quan đến chức thượng thư bộ lại, đồng giáo đại học sĩ, được phong chức thư quận công. Ông có hai người con trai là Nguyễn Quyện và Nguyễn Miễn, đều được phong chức công. Gặp họa, Nguyễn Nhiệm, con của Nguyễn Miễn trốn được, chạy vào làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, mai danh ẩn tích và sinh cơ lập nghiệp ở đấy. Bấy giờ vùng này còn hết sức hoang vắng, người địa phương không biết tên, gọi ông là Nam Dương Công. Đó là ông tổ của họ Nguyễn làng Tiên Điền, từ đời Nam Dương Công đến đời Nguyễn Nghiêm. Ông thân sinh của Nguyễn Du, tất cả là 6 đời. Nguyễn Nghiêm sinh ngày 14 tháng 3 nhuận năm Mậu Tý, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ tư, tức ngày 14 tháng 5 năm 1708. Ông thông minh học rộng, làm quan từng giữ chức tể tướng trong triều đình. Lúc ấy, người con đầu của ông là Nguyễn Khả được bổ chức nhập thị bồi tụng. Hai cha con cùng ở trong chính phủ. Ông mất ngày 17 tháng 11 năm Ất Mùi, có cả thảy 8 người vợ và 21 người con, cả trai lẫn gái. Mẹ Nguyễn Du là vợ thứ ba của Nghiêm Nghiêm, tên là Trần Thị Tần, con gái một ông làm chức câu kê, kế toán. Người xã Hoa Thiều, huyện Đông Ngàn, xứ Kinh Bắc, nay là huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Bà sinh ngày 3 tháng 7 năm Canh Thân, niên hiệu Cảnh Hưng, tức ngày 24 tháng 8 năm 1740. Trẻ hơn chồng 20 tuổi. Mẹ Nguyễn Du sinh được tất cả 5 người con, 4 trai 1 gái. Năm 1775, người con đầu của bà là Nguyễn Trụ, mất mới 18 tuổi, năm sau chồng mất. Hai cái tang kế tiếp nhau trong 2 năm liền làm cho bà đau buồn, lâm bệnh và 2 năm sau khi chồng mất, bà cũng qua đời ngày 6 tháng 7 năm Mậu Tuất, tức ngày 17 tháng 8 năm 1778, mới 39 tuổi. Gia đình cũng như dòng họ Nguyễn Du có rất nhiều người làm quan dưới triều Lê Trịnh. Người địa phương có câu ca dao nói về dòng họ này: bao giờ ngàn cống hết cây, sông Rung hết nước, họ này hết quan. Nhưng gia đình Nguyễn Du không phải chỉ có nhiều người làm quan mà còn có nhiều người viết sách, làm văn, nghĩa là một gia đình có truyền thống về văn học. Nguyễn Quỳnh, ông nội Nguyễn Du là một nhà triết học chuyên nghiên cứu kinh dịch. Nguyễn Nghiêm, một sử gia, đồng thời là một nhà thơ. Nguyễn Khản, anh cả Nguyễn Du giỏi thơ nôm hay làm thơ đối đáp với Trịnh Sâm. Tương truyền, Nguyễn Khản là một trong những người có dịch Chính Cụ Ngâm của Đặng Trần Côn ra tiếng Việt. Rồi Nguyễn Đề, anh cùng mẹ với Nguyễn Du. Nguyễn Thiện, cháu gọi Nguyễn Du bằng chú ruột. Nguyễn Hành, em ruột Nguyễn Thuyện, đều là nhà thơ, nhà văn nổi tiếng. Qua các tác phẩm của Nguyễn Du, nét nổi bật chính là sự đề cao xúc cảm. Nguyễn Du là nhà thơ có học vấn uyên bác, nắm vững nhiều thể thơ của Trung Quốc như ngũ ngôn cổ thi, ngũ ngôn luật, thất ngôn luật, ca, hành. Nên ở thể thơ nào ông cũng có bài xuất sắc. Đặc biệt hơn cả là tài làm thơ bằng chữ nôm của ông, mà đỉnh cao là truyện Kiều, đã cho thấy thể thơ lục bát có khả năng truyền tải nội dung từ sự và trữ tình lo lắng trong thể loại truyện thơ. Chính trên cơ sở này mà trong thơ Nguyễn Du luôn vang lên âm thanh bừng lên màu sắc của sự sống, hẳn lên những đường nét sắc cạnh của một bức tranh hiện thực đa dạng. Và dưới những âm thanh, màu sắc, đường nét vô cùng phong phú đó, Nguyễn Du hiện ra vừa giạt dẻo yêu thương, vừa bừng bừng căm giận. Là chỗ đặc sắc và cũng là chỗ tích cực nhất trong nghệ thuật của Nguyễn Du. Từ thơ chữ Hán đến truyện Kiều, nó tạo nên cái sức sống kỳ lạ ở hầu hết tác phẩm của ông.